Bây giờ một có một hoàn cảnh nào đó người ta xuống nhận con, bây giờ nói 100 triệu, bây giờ người khác nó xuống nó giờ thôi tăng lên 200 triệu. Người ta nói gọi là có voi đầu tiên, em người ta nói như vậy em tính sao? Người khác người ta xuống không có tiền đâu đem nhận. Nó lúc trước đòi nó mấy 20 triệu, bây giờ đòi lên 100 triệu. Giờ người khác ta xuống cầm 100 triệu nó thôi bây giờ có giá quá, tăng lên 200 triệu. Mình tờ nói vẫn có lý. Em cũng nghèo khổ tới nhà em không, nó coi như cái ai giải như người ta đâu. Cũng tiêu trước hụt sao thiếu nợ. Không, ý Minh Tơ nói là biết rằng chị đang nghèo khổ thiệt, nhưng mà Minh Tơ nói vẫn có lý. Ví dụ giờ chị kêu là 100 triệu khi người ta xuống, cái chị đòi lên 150, 200, rồi lúc đó chị tính là sao? Dạ, Trường mến chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Trường đang ở nhà của chị Chiều. Thì chị Nhiều thì mấy ngày trước á, Trường có lên video là nói là muốn chị Nhiều muốn gửi đứa bé này cho một cái gia đình khác để chăm sóc, vì vấn đề là chị không có khả năng để nuôi. Thì hôm trước có một cái gia đình xuống nhận, nhưng mà về vấn đề là chị Nhiều chỉ có lên một cái số tiền khá là cao. Thì Trường cũng có lên một cái video để giải thích và nói cho quý cô chú anh chị mình biết rồi. Thì ngày hôm nay đến đây để gặp chính xác trực tiếp chị Nhiều để có câu trả lời cho quý cô chú anh chị luôn. Chào chị ha. Thì hôm trước em đã dẫn một em giống như là kết nối cho một cái gia đình nào đó xuống đây để gặp chị để nói chuyện về vấn đề con của chị và giữa chị và người đó nói ha. Nhưng mà trong cái vấn đề nói chuyện thì chị đưa ra cái mức giá rất là cao, thì thật sự khiến cho em và tất cả mọi người đều bỡ ngỡ hết. Thì ngày hôm nay em đến đây để mong muốn quay một cái clip này để cho chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị biết và cái câu chuyện nó thực tế hơn. Em không muốn để giống như là cái câu chuyện của mình nó đi quá xa, là giống như người ta nói là mình bán con là một, thứ hai là em không có phải là người mà để mà cò mồi hay bất cứ câu chuyện gì trong này. Thì chị cho em một lời giải thích hôm đó chị nói chuyện với người ta như thế nào mà lại để xảy ra cái sự việc đó vậy? Tại vì miếng sao cũng nói chung em cũng không có khá giả gì, tại em không có khả năng nuôi, mà phần em tính gửi em phải làm bán con gửi, như em còn số em còn thiếu tiền này kia nọ, như là mình cần em cần một số vốn mua bán, rồi một cần số vốn trả nợ rồi sửa nhà này kia nọ lo cho mấy đứa sau này thôi. Nói chung á, mang bụng xanh 9 tháng 10 ngày ai cũng mà ấy, ta đâu có ấy, bắt đầu người ta không có quyền, không có khả năng nuôi. Nói chung ai con cha mà ai mà đi nói gì tại không có khả năng nuôi á. Nhưng phần mà em cũng chị đưa ra cái số tiền là 100 triệu đó là cũng cả một vấn đề ha. Nhưng mà bởi vì em biết rằng đó là con mình ai mà mang nặng để đau rồi đem đi rau bán như vậy thì không có tốt, đúng không? Thật sự là như vậy, nhưng mà cái số tiền chị đưa ra một giá trên là 100 triệu nha quý chú chị đó. Thì Trường cũng không có nói tầm bậy tầm bạ, tại vì hôm nay muốn lên cái clip này cho quý khán giả hiểu được cái vấn đề, chứ không có muốn lại tranh cãi với chị và cũng không muốn tranh cãi với lại quý khán giả. Tại vì mỗi một người xem á, người ta đồng cảm thì nó khác, còn người xem người ta không đồng cảm á là người ta nói mình rất là nặng lời. Nó rồi cũng em là chỉ là cầu nối để cho chị gặp được cái người mà muốn nhận bé, để cho bé nó có về một cái nơi nào đó tốt hơn thôi, chứ mình cũng không có muốn bé nó bị ảnh hưởng tới sau này ha. Ở đây em cũng nói chị nghe vậy nè, chị á, nếu mà mình làm cái việc gì mình phải suy nghĩ kỹ. Ví dụ như sau này con chị nó biết, chị nó đưa cho một cái gia đình đó 100 triệu đi, rồi gửi bé vào đó, sau này bé nó nhận lớn lên nó nhận thức được, ủa ngày xưa mẹ mình vì tiền mà bán mình đi, nó là cái câu chuyện này lại khác nữa, đúng không chị? Đó, chị có suy nghĩ kỹ về vấn đề chứ không? Chị có suy nghĩ kỹ về chuyện đó không? Giờ không biết được đâu mà nói, biết gì sao giờ, mình cũng khả năng mình không có đủ điều kiện lo. Nói chung mình cũng không phải là mình bán con. Ẩm chút xíu đi, để họ YouTube nó quất á. Ẩm nói chung mình cũng mẹ tôi nuôi luôn. Ẩm đủ đành lòng vậy, tại mình không có khả năng nuôi con, không có khả năng lo cho nó thôi. Phần mình biết nhà rồi đó, biết nhà em nghèo khổ đâu có khá giả như người ta, như em khá giả em cho con em. Mà em khá giả thì không có cho con em. Thật sự nếu mà mình đã có đủ điều kiện thì đâu có nghĩ tới cái con đường này, tại vì mình quá khó khăn thôi, đúng không? Đây là bây giờ mình chị nhìn kỹ nhìn thẳng vô ống kính ha. Thì bây giờ em nói chị nghe, thật sự á, có từ đây sắp tới sẽ có một gia đình ha, có một cái gia đình, nhưng mà em bây giờ em chưa thể mà nói ra được cái vấn đề làm sao. Thì cũng có một cái gia đình khác xuống đây sẽ nhận đứa bé này,
nhưng mà em cũng không thể nói được luôn cái vấn đề ở trong đây nữa, là giữa chị và đó nói chuyện thôi. Em sẽ giúp làm một cái nhịp cầu nói một lần cuối cho chị nữa. Em nói thiệt với chị nha, nói lại với cái cô chú anh chị là khán giả luôn, em rất là thích bé này, thật sự là vậy đó. Em cũng mong muốn bé này nó có tương lai tốt, chứ không có muốn bé này nó đi về cái chỗ mà để mà nó không tốt với nó, chị hiểu không? Đó, em nghe chị Sally nói là nếu mà bên em, bên tất cả anh em mà đưa gia đình xuống mà không hợp lý á, không đúng như chị nói á, là chị sẽ đưa đứa bé đi về đâu, phải không? Chị tính đưa bé đi về đâu, chị nói em nghe coi. Giờ như không hợp lý cũng dắt nó đi theo đi làm. Ừ. Nói chung là đi làm hay là đi đâu? Đi làm. Đem nó đi theo, đem nhỏ chị đi theo có nó, em đi làm luôn đó. Ừ. Thì tại sao mà nếu mà mình đã nghĩ được như vậy thì sao mình phải cần phải cho con? Là vấn đề mình khó khăn dữ lắm hả? Hôm trước em tính đem đi Long Hải rồi. Long Hải là ở đâu? Vũng Tàu hả? Chắc gần đó đó. Long Hải là ở đâu? Long Hải Duyên Hải hay là Long Hải Vũng Tàu? Long Hải gần Vũng Tàu. À, có người nói là đem bé lên tới đó là người ta sẽ đưa số tiền đó hả? Dạ. Là có người nói vậy như vậy hả? Mà em sợ đem đi rồi con em nhiều khi em liên lạc này kia nào không được. Đây em nói chị nghe ha. Thật sự khi mà chị chưa biết xác định là người ta như thế nào mà chị đưa con chị đi, thì chị biết con chị nó đi về tới đâu không? Thì bởi vì em nói suy nghĩ đó kệ, không có quen biết người ta nói gì thôi, mình ừ vậy thôi, đâu có đem nó đi đâu, tại vì con mình mà. Nhiều khi người ta tốt đem đi này kia nọ, mà muốn kiếm con mình cũng khó. Nên đặt ví dụ có cha nó phụ nó cũng đỡ. Em hỏi chị là chị có hận thằng cha nó rồi chị mới cho đứa bé đi không? Hả? Chị hận hả? Đúng không? Chị hận cha của đứa bé rồi chị mới suy nghĩ ra cái vấn đề tiêu cực này luôn đúng không? Không có gì, trả lời em thật đi. Tại em cũng suy nghĩ hận cha nó. Hận đúng không? Chị hận cha đứa bé rồi chị mới suy nghĩ ra vấn đề là chị cho đứa bé đi. Dạ. À, đây là cái câu trả lời là em muốn nghe nhất. Thật lòng. Mình suy nghĩ hận bản thân mình. Rồi cha nó cũng đành bỏ đi. Ừ. Không nói gì hết trơn. Em suy nghĩ nó hận cha nó, hận tụi con, muốn cho đi khuất mắt. Mà thật sự nít nó không biết gì vô tội. Là chị hận cha của thằng bé, rồi chị mới đưa bé nó cho bé luôn. Đó là chị không muốn để giống như là thấy đứa bé rồi nhớ tới cha nó rồi buồn đúng không? Mà nói chung mình suy nghĩ suy lại, mình suy nghĩ quá, con nít nó vô tội, nó không biết hết trơn. Vậy là quyết định lần cuối của chị là bây giờ chị sẽ dẫn cho đứa bé đi ha. Dạ. À, rồi nếu mà gia đình nào có đủ điều kiện, dạ, với cái yêu cầu của chị đưa, dạ, ra thì sẽ xuống đón đứa bé này về. Thì thật sự với chú anh chị, lúc đầu mà phải chị nói với Trường như vậy á, chắc cú là không có chuyện này xảy ra ở trên mạng xã hội luôn. Thật, bữa nói chuyện thật á, nếu mà thà lúc đầu em nói chị á, ủa tại sao 2-3 clip đầu em nói chị á, là sao, tại sao chị không chịu nói nó rõ trên cái video đi, giờ tôi cần cái số tiền như vậy đó, ai xuống nhận con á, con ở tôi thì xuống, không chịu nói từ lúc đầu luôn đi, chị để cho một cái gia đình đó, chị ở biết người ta ở xa lắm luôn á, người ta ở tuốt ngoài Đắk Nông á, là người ta vào đây á là vượt hàng trăm cây số, khoảng 500 cây số có đó, hơn 500 cây số, đi từ 3 giờ chiều tới 7 giờ tối mới tới, 3 giờ sáng 7 giờ tối mới vô tới đây. Tại vì đi đâu phải là đi xe khách đâu, đi xe nhà người ta phải nghỉ ngơi nữa, đi cái đường khá là xa mà đường đèo nữa, nó rất là nguy hiểm. Mà anh chị ngoài đó là theo như Trường mới nhìn qua, anh đó hình như chắc anh đó không biết là ảnh bị cái gì ở tai, nhưng mà Trường thấy giống như kiểu là bị giống có thể là bị tai biến hoặc là bị gút gân gì đó. Nhưng mà gia đình người ta rất là khá giả, người ta muốn đón bé này về, với lại người ta chỉ là giúp chị một cái số tiền ít thôi, là khoảng 30-40 triệu gì đó, để cho chị
có cái vốn trước đã, rồi sau này chị khó khăn người ta sẽ giúp đỡ thêm nữa. Nhưng mà chị nói cái giá 100 triệu người ta không bất ngờ quá, người ta không có chuẩn bị. Chị hiểu không? Người ta không có chuẩn bị. Đó, với lại cái số tiền mà chị đưa ra thì khá là cao, nên người ta không có đáp ứng được cái vấn đề của chị. Ha. Rồi xong cái người ta mới đi về. Chị thấy không? Làm một gia đình ở rất là xa đi xuống đây. Đó là giống như mất thời gian của họ do chị không có rõ ràng. Phải chia hai clip đầu, chị nói em, ờ Trường ơi, anh Trường ơi hay là anh Minh Tơ gì ơi, à, cái clip đó là em muốn cái số tiền như vậy á, đó, là chị nói rõ ràng ra thì bảo đảm người ta sẽ cân đo đong đếm, người ta sẽ suy nghĩ người ta nên làm như thế nào, người ta đi xuống đây nhận bé. Nhưng mà chị không nói rõ ràng, làm cho mọi người ai cũng nhốn nháo hết trơn, điện cho em, điện liên phanh luôn. Em phải Trường, em nói thiệt với chị ha, hầu như là hàng trăm cái cuộc gọi lại để đón bé về, nhưng mà em bắt buộc em phải lên một cái video riêng của mình, em ngồi em giải thích cho quý khán giả coi, là nói là chị cần một cái số tiền nó nhất định, nó bao nhiêu đó đó. Khán giả người ta quá trời là like em luôn. Em nói thiệt, em đã cố gắng hết sức để làm cái gì tốt nhất cho chị, để cho chị đừng có bị người ta phỉ báng, nhưng mà chị làm em cái em chưng hửng luôn. Em nói thiệt, khi mà nhân vật của mình quay á, là mình phải bảo vệ cái nhân vật, không phải bảo vệ cái size của họ, mà bảo vệ gì cái nào tốt nhất cho họ, đừng có bị chỉ trích trên mạng thôi, xã hội thôi. Em nói thiệt, nhưng mà chị em nói chị á, là hai cái clip đầu em nói chị suy nghĩ kỹ chưa, và chị mong muốn điều gì ở cái gia đình nhận bé thì chị nên nói rõ ràng ra. Đó, mà chị không chịu nói rõ ràng, đến để khi mà người ta ở đường xá xa xôi, như thí dụ như người đó ta ở ngoài Hà Nội đi, ta không có con, ta bị hiếm muộn á, ta ở ngoài Hà Nội ta phải mua vé máy bay nè, rồi này cái tất tật ta đi vào đây, thì chị thấy là mất thời gian của họ. Nó bởi em nói chị á, cái gì chị phải nói thật và nói rõ. Nhiều khi người ta đồng cảm với hoàn cảnh của mình, người ta giúp mình được một phần nào đó, không phải là vấn đề con. Như thí dụ giờ ta đưa 20-30 triệu, ta lấy con gì về ta nuôi, ta phải cho ăn học lớn nè, rồi chưa tính tới tiền xả tựa sữa, rồi quần áo mặc, rồi vân vân, nó đủ thứ hết. Khi mà nuôi một đứa bé nó cả một cái vấn đề. Nếu mà nuôi đứa bé để cho nó, đứa bé nó tốt nhất có thể, là chi hàng chục triệu, hàng trăm triệu vào đứa bé, để đến khi nó lớn, đúng không? Bây giờ tuổi này lớn lên 5 tuổi, 10 tuổi nữa, nó còn đẻ tiền rất là nhiều. Chị hiểu ý em nói không? Chị cũng là người mẹ, chị nên hiểu. Nhưng á, thật sự đến đây ngày hôm nay em chỉ muốn giải thích cho chị hiểu thôi, tại sao chị không chịu nói thật với em từ đầu. Đến khi mà người gia đình người khác đến nhận á, rồi chị nói cái số tiền nó rất là cao đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ em chỉ sợ chị bán đứa bé này cho một cái người nào đó không rõ nguồn gốc, tội cho đứa bé thôi. Em nói thiệt sự là vậy thôi. Nhưng mà sắp tới đây em sẽ giúp chị một lần cuối, là sẽ có một gia đình khác xuống đây nhận bé. Chị phải nói kỹ mới được. Để người ta xuống đó, đời người ta đi xuống mất thời gian người ta mà xuống. Nói chung á, bé này cũng lớn rồi, gần 6 tháng còn ba đã chích ngừa cho nó rồi đó. Chỉ là đi cho ăn cho uống thôi, đâu có như tức khuya tức cơm. Em tại em có khả năng để nuôi là không có khả năng lo. Nói chung thì chị nói thì cũng có cái lý của chị, là tại vì mang bụng 9 tháng 10 ngày nuôi, chị muốn lấy cái số tiền nó đúng cái nghĩa, là cái công sức chị bỏ ra, đúng không? Đẻ rồi phần giờ đi là chỉ là cho ăn cho uống thôi, nó lớn rồi. 6 tháng hôm qua nó đi chích ngừa hôm qua rồi, 6 tháng đúng, tại nói chung em như giàu có ăn với của là em có khả năng em muốn để cho em đi đâu. Bây giờ có một hoàn cảnh nào đó người ta xuống nhận con, bây giờ nói 100 triệu, bây giờ người khác ta xuống nó nói giờ thôi tăng lên 200 triệu, người ta nói gọi là có voi đầu tiên, em người ta nói vậy em tính sao? Người khác người ta xuống đâu có tiền đâu đem nhận. Nó lúc trước đòi nó mấy 20 triệu, bây giờ đòi lên 100 triệu. Giờ người khác ta xuống cầm 100 triệu, nó thôi bây giờ có giá quá, tăng lên 200 triệu. Mình tờ nói vẫn có lý. Em cũng nghèo khổ tới nhà em không, nó có như cái ai giả như người ta đâu. Cũng tiêu trước hụt sau thiếu nợ. Không, ý Minh Tơ nói á, là biết rằng chị đang nghèo khổ thiệt, nhưng mà Minh Tơ nói vẫn có lý. Ví dụ giờ chị kêu là 100 triệu khi người ta xuống, cái chị đòi lên 150, 200, rồi lúc đó chị tính sao? Mình không phải là trao đổi con cái của mình, là mình có trách nhiệm với nó, mình phải gửi gắm nó vào đúng nơi đúng chỗ. Dù cái tiền nó ít lại chút nhưng mà con chị nó sướng đó, người ta để cái số tiền nó dư dả ra ta lo cho con chị. Chứ bây giờ chị lo thân chị không, không lẽ giờ thí dụ 100 triệu ta cầm xuống đây, đúng không? Rồi xong cái tên em con chị về, ta có nhiều tiền ta dồn vô hết mua lấy đứa con về đưa cho chị hết 100 triệu, rồi về con chị lại sống là cực khổ giống chị rồi sao, đúng không? Mình phải hưởng, mình phải nghĩ được con của mình, chứ đừng có nghĩ là 100 triệu đó là mình lấy được 100 triệu đó. Ví dụ như
anh Inter đi, ảnh là một người mà vừa làm dành dụm đó giờ tích góp mà không có con, ta chỉ tích góp được chỉ có 100 triệu đó thôi, nhưng mà ta thương đứa bé, ta muốn lấy đứa bé về ta nuôi, thì ta gom hết cái số tiền trong nhà đem ra cho chị 100 triệu đó, qua quê nha. Minh Tơ phải cài cuốc này kia nọ, phải người giống như là vì đứa bé mà người ta chịu khổ chịu này kia nọ đó, người ta làm lụng lại, ta kiếm từng đồng từng cắc để mua sữa cho con chị đó, chị phải suy nghĩ vấn đề đó, đúng không? Chứ không phải mình nhận được một sự 100 triệu đó xong rồi mình làm tất là mình chỉ biết mình mà không biết con mình phải suy nghĩ là người ta cũng đi kiếm tiền cực khổ vậy, đúng không? Nhưng mà cái gì cũng phải có cái chừng mực và cái giới hạn của nó, chứ không phải là mình lấy cái đứa bé ra mình đi làm tiền người ta là không được nha chị nha. Cái này là em nói thiệt, em giúp cho chị là giúp cái lần này là lần cuối cùng ha, là lần này là em không có hứa chắc điều gì cả, nhưng mà giữa cho chị và đôi bên nói chuyện với nhau thì hai bên tự giải quyết vấn đề, cái đó là do chị, tại con của chị phải có trách nhiệm với con chị, và chị cũng phải có một cái lời nói nào cho nó rõ ràng với cái người nhận con chị, chứ không phải ấp a ấp úng rồi xuống đây rồi làm tùm lum tùm la chuyện lên là tụi em bị ảnh hưởng, là tụi em không muốn cái điều đó xảy ra. Thì cái clip này là cái clip mà cuối cùng, không phải là gọi là cuối cùng, nhưng mà cái clip này đăng lên là để cho mọi người hiểu rõ cái sự việc và cái sự thật cái công trong cái câu chuyện này, đừng để anh em của em nó bị ảnh hưởng, anh chị hiểu không? Vì vấn đề là Sadie nhờ tới, tụi em xuống đây giúp chị thấy xuống đây tụi em đâu có lấy tiền lấy bạc gì chị đi, đúng không? Là bằng cái tâm bằng cái tình để mong muốn đứa bé nó về một cái mái ấm cho nó tốt thôi, chứ chưa có bao giờ tụi em hồi đòi hỏi là kêu chị là khi nào chị cho con được đi rồi lúc đó chị cho tiền tôi, em chưa nói câu nào, đúng không? Mà thật lòng là tụi em không có nghĩ tới cái chuyện đó luôn nữa, chỉ cho chị hay đó. Bởi em làm gì làm chị phải gắng cố gắng mình để sau này cho con mình nó nhìn nhận mình là người mẹ, chứ để sau này mai mốt á nó lớn lên nó muốn tìm về cội nguồn á, mà nó khi nó biết cái sự thật như thế này á thì nó hận chị hơn nữa. Đây là em lời em nói thật á, mình khổ thiệt, mình nghèo thiệt, nhưng mà sau này cho con mình nó thương mình, nó tìm về cội nguồn, đừng nó để bị bỡ ngỡ, nó đừng có hận mình. Cái này á là em nói thiệt. Bây giờ thấy không, em nói đơn giản thôi. Em mới quay cái được anh em chia sẻ một cái hoàn cảnh, đó là một chị gái, chị thất lạc người cha 35 năm, cũng ngày xưa nghèo khổ mà người ta giống như là bỏ nhau, nhưng mà khi mà đến lúc mà cái người chị gái đó ta trưởng thành, ta lớn rồi, ta đã có tuổi rồi, người ta đã thành công trong cuộc sống rồi, người ta muốn tìm về cái cội nguồn đó. Nhưng mà người ta tìm về bằng đầy nước mắt, bằng đầy cái tình thương. Còn nếu mà con chị sau này lỡ như thí dụ nha, nó thành công rồi, nó lớn rồi, nó muốn tìm về chị, muốn tìm về cội nguồn của cha mẹ nó, mà nó khi nó biết đến cái sự việc này, chị nghĩ nó sẽ như thế nào, đúng không? Đó, em nói chị cái gì chị cũng phải kiềm chế lại của mình, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải làm theo ý mình. Làm theo ý mình đó là mỗi mốt anh nói chị vậy, thằng bé nó muốn tìm về chị nhưng mà nó không dám luôn á. Con cái mình mà ai mà không thương, nhưng mà đừng có vấn đề mà hận cha, rồi con cái mình để hận thằng cha nó, rồi để cho thằng con nó gánh tội lên đó. Bây giờ chị mong muốn như thế nào, nói một lần nữa rõ ràng dứt khoát, và em không muốn để lặp đi lặp lại cái chuyện giống như hôm bữa nữa ha. Ok không? Đây là cái cơ hội lần cuối, thì bảo đảm chắc cú là sắp tới là bây giờ là có người ta sẽ xuống nhận đó. Cho hay không nói rõ chứ để người ta điện tới ai luôn, cả anh em ai điện. Nói chung em tóm tắt ngắn gọn, em phải làm bán con đưa con đi đâu hết. Tại em đủ điều kiện lo cho nó, mà em nói là hôm trước cái chủ hôm trước nói vậy là thì được thì được, thôi em không cho con nữa. Em nuôi luôn. Bây giờ là nuôi hay là cho? Chứ bây giờ người này nói kia nói nọ, mình không đủ khả năng. Giờ em không như là đáp ứng hôm trước, cái chủ hôm trước lợi thì không có ai được. Thôi thì em chấp nhận, em nuôi con em đi làm đêm nó đi theo luôn. Giá cũ là không được á, chịu. Thì là bây giờ điều kiện em còn lo mấy đứa này rồi. Bây giờ là bây giờ sửa nhà trước tiên, mà sửa nhà trả nợ, còn vốn như anh mua bán. Chị biết là anh nhà em biết nghèo khổ, biết không phải mà là mình bán con vậy. Tại vậy không có được điều kiện nuôi, mà phần em nói gì rồi như là em thấy không? Em cần một số vốn mua bán, lo cho mấy đứa sau này bà ngoại sửa nhà này kia nọ. Thế em nghèo không? Như em giàu, ăn như ăn đi, cũng không bao giờ cho em con của em cho đi cho người ta đâu. Ý em nói chị á, không phải là trách về cái vấn đề chị hôm bữa, nhưng mà em không muốn cái chuyện đó lặp lại. Là bây giờ nhất định là chị nói là mà như chị cần cái số vốn như vậy. Nếu mà có gia đình nào đó
đáp ứng được cái nhu cầu của chị ha. Yeah. Rồi là chị nhất là chị bảo đảm là chị sẽ gửi cho bé yeah. đi đúng không? Yeah. Là không phải là một lần thôi nha, một lần này thôi chứ không muốn đi lặp đi là giống yeah. lại cái chuyện hôm bữa ha. Đúng chính xác không? Đó. Là giống như bây giờ là chị nói chị đã đưa ra cái số tiền với cái gia đình đầu tiên là cái số tiền nhiêu đó rồi. Thì bây giờ nếu mà ai anh chị mà hiện tại bây giờ đã có một cái gia đình này đang xuống đàm phán với chị, thì trong cái vấn đề đàm phán giữa đôi bên nói chuyện, nhưng mà em chỉ không muốn cái chuyện để mà lặp đi lặp lại là cái chuyện lên tiền xuống tiền ha. Lúc đầu thì chị nghĩ chị nói là em vài chục triệu gì đó, nhưng mà khi mà gia đình người ta xuống đây thì chị lại dở là chị lại nói lên cái số tiền nó cao hơn, thì lúc đó là giữa chị và bên đó nói chuyện em không có tham gia, nhưng mà nó làm tới ảnh hưởng tới giống như là cái ảnh hưởng tới tụi em là cái vấn đề lúc đầu á, trời thời ra sao mình nói đã nói như vậy rồi, thá gì mình nói clip thứ hai mình nói rõ luôn. Thì bây giờ em chỉ mong muốn clip này, clip thứ ba nè, chị phải nói rõ ràng. Bây giờ cái mức giá chị đã đưa, mức tiền chị đưa ra như vậy rồi, ai có nhu cầu đáp ứng được thì xuống đây nhận con chị đúng không? Dạ. À, còn đằng này Trường nó thật sự là Trường chỉ thương đứa bé thôi của chú anh chị. Trường sợ đứa bé đó chị này bán đi đâu, hoặc là làm cái gì đó, hoặc là gửi cho gia đình nào đó. À, rồi nó không có rõ cái biết người ta ra sao, và đứa bé này sẽ trôi lạc gì đâu thì không biết. Mình chỉ mong muốn giống như là mình coi thẳng câu là làm là chỉ giải cứu đứa bé thôi, còn người mẹ như thế nào thì Trường không quan tâm. Thật sự là như vậy, đứa bé rất là đáng thương, rất là tội. Sợ nghĩ quẩn này kia hay mà con chuyện bậy thôi. Ừ. Còn ngoài ra thật sự chứ em nói thiệt với chị chứ giờ em đâu có trách nhiệm gì trong cái câu chuyện này đâu, nhưng mà thấy đứa bé nó rất là tội. Một cái sinh linh mới 5 tháng tuổi à, mà nó hình hài nó rất là đẹp. Mà lỡ như chị không có cái kiểu mà giống như áp lực quá cuộc sống, rồi hai mẹ con bồn bột nghĩ tầm bậy tầm bạ, rồi lúc đó cái nó xảy ra nhiều vấn đề nữa. Em nói thật sự là như chị, với chị là như vậy đó, chứ thật sự em không có suy nghĩ tới vấn đề gì cả. Em không có đi đâu, lẽ em rảnh đâu, em đi lên đây em câu lệ chị làm chi. Nhưng mà nói thẳng với chị một câu vậy nè, sắp tới có một cái gia đình đó, người ta sẽ xuống đây, ta đàm phán với chị, nói chuyện là nhận con chị, rồi giữa bên đôi bên tự giải quyết nhau. Em cũng không muốn cái chuyện mà lặp đi lặp lại cái chuyện tiền bạc ha. Nói cái câu nào phải chắc cái câu đó, chứ đừng có để mà xuống người ta xuống đây rồi chị làm cái rồi là lên thêm chút đỉnh nữa đi, 100, 200, 300 gì đó là em không chịu nha. Là em cái đó là em không đồng ý cái chuyện đó. Thì bây giờ chị nhìn vô ống kính camera, chị nói lại một lần nữa, xác định là với lại cái mọi người luôn, thì đó là em đã nói dứt phép như vậy, chứ họ còn cái chuyện chị khổ chị khó khăn ai cũng biết hết rồi, chứ không phải không biết đâu ha. Đó. Bây giờ chị nghĩ sao, chị muốn tâm sự cái điều gì thì chị nói ra đi, thì nói đó bây giờ tôi đã quyết định như vậy đó, thì ai đáp ứng được thì xuống đây cho nó nhanh gọn lẹ, chứ em cũng không muốn để lèn nhèn cái nói chung này. Em cũng nói gì đó như là em đáp ứng theo, còn như đó được thì em cũng để lại luôn. Tại đầu tiên cũng nói gì rồi, tại biết sao em, như là em nói là câu đáp ứng theo cậu như là gì không được thì em để lại luôn ấy, thì tới em dắt mẹ con đi làm. Tại vì lúc đầu chị không nói rõ ràng ở số tiền nhất định, thí dụ 50 hay 60 đi. Mang bụng kinh tháng 10 ngày đẻ mà 6 tháng, trong khi 6 tháng tính đi, sữa xù tả này kia nọ, nó không tính là làm mẹ, không tính. Giờ chỉ là đem đi thì chỉ như là cho ăn, cho uống thôi, nó có như thức khuya, thức hôm đó. Em nói là... Mà nếu em giàu có như ăn như của em không có cho đâu thiệt. Như có cha nó phụ nuôi. Như có cha nó phụ nuôi, không bao giờ em cho. Thế có cha nó phụ nuôi là em cũng mơ giờ em cho. Nói chung á là thật sự con nào mà không thương. Con chồng chưa còn sao không vậy. Mình tạo ra mình vay nuôi mà tại mình nghèo quá không có khả năng. Mình như có cha nó phụ nuôi thiệt. Trời ơi ba đứa em nuôi á, em đi làm mướn. Cha nó chết 7-8 năm á, em đi làm mướn thôi á, chồng tôi chồng trước 7-8 năm vẫn đi làm nuôi ba đứa. Họ đã bà ngoài còn trẻ ba dự đi làm mỗi tháng đưa gì gọi tiền cho mẹ nuôi má uống đứa là em thôi chồng em 7-8 năm rồi đó. Họ đó đi cũng đi làm, nói chung cũng thôi chồng 7-8 năm đi làm đó. Bà ngoại nhà họ đó bà con sức bà còn giữ được đi làm gửi tiền gì mỗi tháng cho bà giữ cho mua gạo mua thóc cho mấy đứa này ăn. Hồi vần chết cha nó chết rồi mình đi làm sao nó kệ, gặp người khác mình có muốn nương dựa. Mình cũng nương dựa nó nhờ mà mình nuôi con mình ai giờ nó. Nó ấy nó chi gạt rồi này kia nọ rồi em không biết kệ lòng người mà. Ta đâu ấy nữa.
mình nói kệ đi, người ta thiệt tình thương mình kệ, mình muốn nương dựa một bờ quay nào mình phụ nuôi con nuôi cháu mình, ai rồi cuộc nó tính nó khác đó. Nó có mà gì, nó lòng người có đó mà nó không hiểu biết, thành ra đẻ được con đứa nữa. Chứ nói chung là cha nó phụ nuôi em không đời nào em cho nó. Con em sinh được bình ứng chẳng kiểu mập mập này nữa nọ, em không định cho đâu. Người ta nói cũng nói hồi sinh một tầng hai tầng sẽ mẹ em cho, tại hồi đó là mình còn cha nó còn lo cho mình. Nó cũng mới đi, nó muốn đi 4-5 tháng rồi, hồi sinh thì nó sang sốc này kia nào mà nó nghĩ suy nghĩ là ừ vợ chồng nó thương mình thiệt, mà cũng nó cũng lo cho mình. Giờ nó cũng mới đi là năm 4-5 tháng, 4 tháng này. Chứ vô nói chung em cũng không định cho con em đâu, có cha nó lo không đỡ. Giờ cha nó đi gì, nói chung á, nói chung thì con em thiệt thì giờ vậy em tao cũng đau lòng lắm. Thật sự thì con của mình ai mà muốn cho đâu, nhưng mà vô bắt nó chỉ thì bắt buộc bây giờ bóp bụng như vậy đúng không. Nhiều khi em muốn cho cái em suy nghĩ em cùng. Chị nói là chị nếu mà chị không cho được bé thì chị đời ôm bé này đi ra ngoài cầu cổ chiên ngoài nhảy xuống dưới hả? Không, em nói là cho các em rồi, nhiều cái em khùng. Mẹ nào mà định mà cho con đâu. Chị có cái ý nghĩ là hai mẹ con nếu mà sống không nổi nữa ôm nhau ra nhảy cầu hả? Hồi lúc trước là cha nó mới đi là một tuần lễ, em tính là ôm mẹ con đi xuống nhảy cầu, ai cũng khuyên. Cái mình ngồi ngô kẻ một thời gian muốn đi chợ mua bán. Cái em buồn quá. Mà em riêng nó cho thằng này rồi chắc em khùng. Thiệt. Em đau lòng lắm. Thà chị nói ra để cho mọi người hiểu được cái tiếng lòng của chị, chứ bây giờ nói phải nói rõ ràng. Nghĩ sao mẹ đẻ mang bụng 9 tháng 10 ngày mà ai mà không đau lòng. Em suy nghĩ nhắc cho nó rồi chắc em cũng khùng lắm. Nói vậy em xuống đây bắt em. Nhưng mình tặng giò cả giò bạc ham cả đó, nó cũng là ham tiền bạc này kia nọ. Cái gì? Nói gì? Sao? Không, ý là chị đang nói là cái tâm sự của chị. Nhưng mà thôi không sao. Giờ quyết định kỹ ha. Dạ. Biết đường để em nói chuyện với bên cái người nhận. Dạ. Là xác định lại, nếu mà bên cái người kia cứ xuống đây, nếu mà đàm phán mà kiểu mà hai bên thỏa thuận được á thì dạ, chị nhất định chị cho đứa bé đúng không? Dạ. Đó rồi. Chắc ăn nha. Dạ. Chứ bây giờ em không muốn ầu ơ với dầu để nhiều khi tốn thời gian người ta xuống rồi tốn thời gian của anh em mình nữa. Nói chung là em chắc ăn gì đó. Thà nhất nó nhất định lại một câu để chuyện cho con mình đi chỗ nhà cha mẹ ta khó dư ăn dư để lo cho con mình đầy đủ. Thì đó, thì lần này là lần cuối cùng em, là nếu mà xuống đây mà hai bên vợ thận mà không có rõ ràng nữa thì em sẽ cũng không có, em nói xin lỗi là em không giúp nổi nữa. Dạ. Đó, tại vì cái số tiền chị đưa ra cũng khá là cao, mà một đứa đối với lại một đứa trẻ thì nó thật sự nếu mà ai cần ai, từ khi là người nào có điều kiện kinh tế kinh khủng, thật sự là người ta mới dám quyết dạ định như vậy. Thôi thì bây giờ như vậy đi. Dạ. Còn có gì thì để tới ngày đó thì người ta sẽ xuống nói chuyện với chị. Dạ. Em thì em chỉ hỗ trợ chị đến lúc này thôi, còn cái chuyện nào đó thì mọi người sẽ tự nhìn nhận vào và người ta sẽ tự quyết đoán và tự suy nghĩ. Tại vì bây giờ là mình không có sống nổi trong cái suy nghĩ của họ. Dạ. Mình chỉ sống cho cái bản thân trong cái suy nghĩ của mình thôi, còn họ muốn gài đặt cái suy nghĩ của họ vào trong cái hoàn cảnh của mình thì không bao giờ mà suy nghĩ ra nổi cái chuyện đó. Đó thì thôi, bây giờ thì Trường cũng đã có câu trả lời cho quý cô chú anh chị rồi. Thì nếu mà quý cô chú anh chị mình theo dõi tiếp theo thì mong quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và theo dõi câu chuyện này, coi đó cái kết nó sẽ như thế nào nha quý cô chú anh chị nha. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.